đây là việc nấu chao rất hấp dẫn. Việc hấp dẫn hả? Mình có một con vịt mua siêu thị, vịt đông lạnh 2,4 kg. Các bạn nên thui cho vịt nó vàng da, mình rút lựa rơm gì cũng được, da vịt nó săn lại cái món ăn của mình hấp dẫn. Rất đẹp, nhìn thấy ngon. Cho mình sẽ ra miếng vừa ăn. Mình cho 3 lát gừng, 1 muỗng canh muối, 3 muỗng canh rượu. Giờ mình cho thịt vịt vô. Các bạn chần khoảng 2 phút, sau đó mình mang đi rửa sạch. Chần như vậy là vịt của mình nó giảm mùi hôi à, khi mình nấu xong ăn món ăn nó hấp dẫn, nó ngon hơn. Mình dùng khoảng 10g gừng, cắt lát, 20g tỏi băm nhỏ, 15g hành tím băm nhỏ, 4 gốc sả đập dập các khúc, 4 vịt vào cái thau, cho phần hành tím, 2 muỗng cà phê ớt bột, nếu bạn thích ăn cay thì dùng ớt bột cay, 2 muỗng canh chao và thêm 1 muỗng canh nước chao, 2 muỗng canh ớt sa tế. Mình cho thêm 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê tiêu xay. Hôm nay nhà mình có tiệc, mình làm con vịt 2,4 kg à, các bạn làm gia đình thì mình làm nửa con là đủ. 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, mình cho thêm 3 muỗng canh rượu trắng. Giờ mình trộn đều lên rồi. Bây giờ mình ướp 30 phút cho nó thấm gia vị. Mùi vị rất là thơm ngon. Quay mông cao mình cắt miếng. Cắt miếng dày dày hơn. Dùng mũi hành lá cắt khúc. Tía tô mình dùng một ít, cắt nhỏ bằng một ít để ăn kèm. Cho 2 muỗng canh màu dầu điều, nếu không có màu dầu điều thì dùng dầu ăn bình thường. Cho tỏi vô, cường, thêm xả, rồi xào cho nó thơm. Bây giờ các bạn cho vịt vô, mình cho hết cái phần nước sốt ướp, rồi xào khoảng 5 phút cho nó thịt nó săn lại. Có màu gì thì cái màu nó đẹp. Rồi bây giờ các bạn cho mình 1 lít nước dừa, 700ml nước lọc. Quá đẹp. Giờ các bạn nấu sôi. Rồi mình dùng một ít dầu ăn để chiên khoai. Ít thôi, không cần nhiều. Các bạn chiên khoai môn cho nó vàng hai mặt. Giờ
vớt bớt bột. Lâu lâu các bạn vớt bột cho nên nồi nước của mình nó sạch, nó đẹp. Rồi giờ các bạn cho thêm 30g đường phèn. Giờ mình hạ nhỏ lửa, nấu 20 phút. Wow, rất thơm. Ngon ha, nhìn hấp dẫn ha. Bây giờ các bạn cho khoai môn vô. Giờ mình sẽ mở nắp, mình nấu lửa lớn 10 phút cho nước nó cạn cạn lại một chút. Sau đó mình nêm nếm lại. Dùng 2 muỗng canh chao, 2 muỗng canh nước chao, 6 muỗng canh nước lọc, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh ớt sa tế, thích cay dùng thêm, 2 muỗng canh sốt mayonnaise để tạo cái độ sánh và béo. Dùng thêm 1 muỗng canh nước cốt chanh tạo cái vị hơi chua cho món ăn rất dẫn ha. Rồi giờ trộn đều. Cho thêm 1 muỗng cà phê muối. Mình ăn tiệc, ăn y bún, bánh mì nên vừa phải. Các bạn nêm nếm theo khẩu vị gia đình. Rồi cho ít bột bắp để tạo độ sánh. Chào, đại tiệc cực kỳ ngon, mình ăn kèm với bún bánh mì, cơm đều được. Thêm ít nước, cho thịt tàu. Đây là thịt nấu chao, rất hấp dẫn. Anh chị và các bạn thấy video này hay nhớ like, share, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Oh.